sử Mỹ ông biết cái quần nó ngắn gọn luôn, lịch sử Mỹ không có biết cái quần, lịch sử Mỹ mày con nít biết làm gì, đúng không? Lịch sử mới có 300 năm, tao biết lịch sử Việt Nam 4.000 năm văn hiến này, lịch sử Việt Nam mới ngon. Mỹ tuổi gì mà nói chuyện lịch sử, thằng mới làm Dũng ngu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, tao không cần biết lịch sử Mỹ gì á, tao chỉ cần biết cái ngày 6 tháng Giêng là cái ngày tồi tệ nhất của lịch sử Hoa Kỳ đó, được chưa? Mình biết cái nhất thôi à, không cần biết nhiều. Nó còn nói về lịch sử Việt Nam mới là chất, lịch sử Việt Nam mới là VIP. Thằng Mỹ nó còn chả bao giờ tự hào lịch sử Mỹ, huống chi thằng Việt Nam mà đi nghiên cứu lịch sử Mỹ có cái con khỉ gì đâu mà nghiên cứu hả? 300 năm của mày chia cho 4.000 năm ra nhiêu, chưa tới 1/10 nữa. Con nít ngồi đó chờ đi em. Nói thằng má Lạnh Dũng nha mấy bạn, đàm ngắn gọn không rảnh đâu đọc comment của mày. Cái comment này mày bắt ở đâu không có rảnh nha, bao vây bao viết cái con khỉ gì không có khe. Sorry I don't care. Mỹ thiệt nó chết ngắt gần hết rồi, bây giờ là Mỹ Mỹ cúp nước, ok ngắn gọn chốt. Còn Việt Nam của mình vẫn trường tồn trên mặt trên mãi trên trên dải đất đồng bằng sông Hồng và sông Mã, để rồi ngày hôm nay tổ tiên dòng họ Nguyễn của gì Nam Tiến, đúng không? Nam Tiến từ đó thu phục được Mạc Cửu đó. Tại sao lúc đó Mạc Cửu không đầu hàng ai hết mà đầu hàng nhà Nguyễn? Tại vì nhà Nguyễn của Duy Nguyễn á, rất là gọi là có uy tín, là làm cho các chư hầu khác người ta về ta quy thận, hiểu không? Nên giờ đây chúng ta mới có một Hà Tiên, đi ra Hà Tiên phải nhớ tới Mạc Cửu đó, ghê lắm đó bà. Vẫn chơi hả? Lịch sử Việt Nam là thế đấy, hiểu chưa? Lịch sử Việt Nam là ít có đi cướp nước lắm nha, chỉ có mượn đường để đi thôi, tự nhiên ta dâng hiến thôi. Trùm không thua đâu anh ơi, rồi tao với mày cá thế thôi, mệt quá không có cãi nhiều. Trùm Trùm sẽ lập mạng xã hội và tuyên bố chúng ta không bao giờ bị bịt miệng, nhưng mà các bạn yên tâm đi, cái mạng xã hội của Trùm thì không có phát triển ở Việt Nam mà nghe. Giả sử bây giờ Trùm có hai vấn đề Trùm lo, một là Trùm lo thoát tội, thứ hai là Trùm lo hạ cánh an toàn, và thứ ba là Trùm mới nghĩ tới chuyện lập mạng xã hội. Mà cái mạng xã hội của Trùm có lập ra thì mấy Mỹ nó chơi với nhau thôi chứ ai chơi, thế giới đâu cần chơi mạng đó, thế giới nó vẫn chơi Facebook, thế giới nó vẫn chơi Twitter, thế giới vẫn chơi là gì quên ta, là gì quên rồi mày, cái gì của thằng 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 Facebook nó mới mua lại đó, mà mấy nhỏ gái đăng hình hoài đó. À Instagram đó, nói cho mà rõ, bớt cuồng ngông và ảo tưởng thế thôi nghe, hợp lý không bạn? Thậm chí mạng xã hội của Trump á không cạnh tranh được mạng xã hội Weibo của Trung Quốc nữa kìa ba, vẫn chơi hoài cuồng Trump mà ngu, đúng không? Cuồng Trump phải nghe lời Duy Nguyễn nè, Duy Nguyễn soi sáng cho, chứ các bạn cuồng như vậy là các bạn đưa idol bạn về với Chúa nữa, đâu có tình thế của ổng chưa biết khổ rồi sao mà giờ ra đường nổ giùm ổng nữa. Ổng nói thôi tụi bay im im tao đi, tao sẽ tao lo tao chưa xong nữa, má tụi bay nổ giùm tao hoài rảnh. Khả năng hạ cánh an toàn không anh, ai biết, sao trẻ với bên sao tao đâu biết đâu. Mà nhiều khi ông Biden ông mốt ông ra lệnh ân xá cho ông Trump nữa mới hài. Ủa, bây giờ gặp tao là Biden tao chơi cho tốt luôn. Bây giờ anh là Biden anh đứng ra anh bảo bảo bọc cho gia đình Trump là bảo đảm Trump mắc nhục luôn. Chơi cái đòn này là thốn lắm bạn, đúng không? Bây giờ ví dụ như Biden mà đạp Trump là chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ Biden mà đưa bàn tay cứu Trump đồ cà phê cà pháo với bà Pelosi đồ, gia tộc Trump muôn đời sau mắc nhục. Mắc nhục là ở chỗ nào? Cái chỗ mà ông đối xử với người ta làm sao, đúng không? Mà giờ người ta cầm quyền trong tay, người ta cứu cả gia đình ông luôn, trời ơi, cái kiểu này thôi không biết là phải nói bằng cái từ gì nữa. Nên bây giờ là cái số phận của Trump không do Trump quyết định, mà số phận của Trump là do những người khác quyết định, thế mới căng đó. Tụi bay không biết tình hình idol của tụi mày như thế nào mà tụi bay tối ngày tiễn idol tụi mày về với Chúa hoài. Tối nay có like không anh? Không, thằng Trần Hưng nữa hả? Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa Trế Phúc Bảo Đại buộc Pháp trao trả chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể hợp pháp. Hợp pháp cái đầu mày chứ hợp pháp, tụi hợp pháp của mấy thằng lập ra thôi chứ hợp pháp của ai, đúng không? Mày lấy cái quyền gì mày Trế Phúc Bảo Đại, ngay cả cái việc mày Trế Phúc Bảo Đại cũng tào lao nữa. Có mặt ông Bảo Đại không? Ông Bảo Đại ông có ký tên đóng dấu không? Mẹ xạo xạo mà gì, diễn là một cuộc trưng cầu dân ý Mỹ dân, ngay cả cái chuyện Trế Phúc ông Bảo Đại cũng tao cũng nhảm nữa, không có đúng, đúng không? Lấy cái quyền gì
xé hiệp định Geneva 73, Đảng Cộng sản Việt Nam về lợi ích của nhóm mình mà phát động chiến tranh dưới nghĩa giải phóng dân tộc, Duy Nguyễn khỏi cãi với tôi, tao đam cho mặt mày luôn, như chứ mắt gì không cãi được hả? Tao đam vô cái mặt mày luôn, như mắt gì cãi không được, đúng không? Ok, bây giờ mày nói cái kiểu này đúng không? Tao đam kiểu mà vừa đam mà vừa ăn hamburger cũng ăn mày nữa. Bây giờ miền Nam hai phe, ok, Việt Nam Cộng Hòa của mày phản cãi mày, còn phe người khác người ta theo Việt Minh đó, người ta chọn miền Bắc đúng không? Bắc Nam một nhà, đập nhà mày đúng hay sai hả? Đập nhà mày đúng hay sai? Nếu mà không có miền Nam sao thống nhất được đất nước? Mẹ đừng có xạo, mày lật sử, mày lật với ai chứ mày lật với anh là xong rồi. Tao lật ngay từ cái chỗ mà đánh với Bảo Đại kìa, lật ngay chỗ đó luôn nghe. Người ta trao trả chính quyền cho Bảo Đại, tại sao mày lật Bảo Đại? Trả đà lại đi. Ông Bảo Đại ông biết, ông cũng phun máu nữa đó. Mà mày muốn lật như vậy á, mày phải cho ông Bảo Đại thời gian đi vận động tranh cử nữa, đúng không? Phải qua sơ bộ nữa. Thí dụ mày đảng mới, đảng Ngô Đình Diệm, đảng cũ, đảng Bảo Đại, mày dựa vào cái quyền như mày phế truất, vớ vẩn, đồ điên. Mà ông Bảo Đại ổng cũng là cái gì mà phế truất, ổng trao ấn trao kiếm cho Việt Minh năm 45 rồi, từ thời đời thứ từ xưa rồi. Bây giờ ổng, bây giờ nói thiệt á, ông Bảo Đại là đi vô quốc hội của Việt Minh thì ông quốc Bảo Đại là người của Việt Minh. Bây giờ trao trả Bảo Đại là tao cãi cho, trao trả cho Việt Minh đó, mày mày cãi không? Đó, mày cãi không? Là cái tội mày còn nặng dữ nữa đó. Hồi nãy á, là anh nói là ông Bảo Đại ông đứng một mình là cái tội mày có rồi đó, nhưng mà nó chưa nặng bằng cái tội là bây giờ ông Bảo Đại là người của Việt Minh, mày cãi hết đó. Nickname Vĩnh Thụy, lên Google sạch đi con trai. Tôi nói đúng không các bạn? Tôi nói đúng không? Hợp lý không các bạn? Bây giờ ví dụ mày nói vậy, tao nói là ừ, Bảo Đại, ông vua Bảo Đại đó là Bảo Đại vua xưa thôi. Bây giờ Bảo Đại làm nhiệm vụ chính trị đó, được Việt Minh phân công đó, cài cắm vô lực lượng tình báo địch để thực hiện âm mưu thống nhất đó, thống nhất đảo chánh pháp này nọ, thực hiện sứ mệnh cao cả thiêng liêng của nhà nước giao phó. Và ngày hôm nay đồng chí Bảo Đại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đó, thì giang sơn về một mối, ok đó. Đất nước là thuộc về nhân dân Việt Nam mà người cầm đầu là Đảng Cộng sản Việt Nam, được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. Đó. Tổng bí thư đời 1 đời 2 cần đọc tên không? Nói chung là mày nhiều tội lắm, tao đam cái khía cạnh nào mày cũng chết hết. 10 mũi giáp công chứ còn một mũi thôi là ăn. Tụi nó có sai không các bạn? Đó, tụi nó có sai không? Hành vi ấn kiếm là gì? Là biểu trưng cho nền phong kiến. Mà bây giờ trao trả cho Việt Minh là gì? Thì cái sự nhường quyền, nhượng quyền chấm dứt chế độ phong kiến. Đó. Cái nhà năm 1945 mà có một cái sứ mệnh lịch sử là chấm dứt cái chế độ phong kiến nhục nhã, làm quan sai tay, làm đặt tay sai đó, quan thầy cho Pháp, đúng chưa? Rồi mở ra một cái cuộc chiến mới, không phải là cuộc chiến mới mà là hai mặt trận. Mình lại gì, vừa đánh thực dân mà vừa đánh phong kiến. Phong kiến đầu hàng rồi thì ok cũng được, là điểm này ghi nhận. Cái điểm này ghi nhận là các bạn phong kiến rồi, đã biết thời biết thế rồi, nọ kia đã đầu hàng rồi, ok hòa hợp đất nước được. Còn các bạn thực dân còn lì nè đó, bây giờ là cỏ thực dân tiếp. Thì gõ thực nhân bằng trận Điện Biên Phủ. Lúc đó là hai mũi giáp công nó trở về một. Vậy trao trả chính quyền cho ai? Đúng không? Trao trả chính quyền cho Việt Minh mới đúng. Nhưng mà thằng Pháp đó, nó đá cá lăn dưa, tôi nói với bạn rồi. Thằng Pháp nó đá cá lăn dưa, nó không trao trả chính quyền cho Việt Minh mà nó muốn Việt Nam mà nồi da sáu thịt. Đó, nó trao trả chính quyền cho Bảo Đại. Mà bây giờ Bảo Đại là đại biểu quốc hội của Việt Nam. Ok, vậy thì thôi, cũng giống như trả cho Việt Nam. Ông Ngô Đình Diệm, ông không chịu được, ông ngồi chỗ, ông hất cẳng Bảo Đại. Mà cái hành vi hất cẳng Bảo Đại cũng tầm bậy nữa. Bảo Đại lúc đó đang bên Pháp, không có cho về, không có vận động tranh cử, đúng không? Không có qua vòng sơ bộ này nọ kia đó, rồi không có qua phiếu đại cử tri đồ, tự nhiên đếm phiếu, tự cho phiếu, tự điền phiếu rồi luôn đó, số phiếu nhiều số dân đồ các kiểu đồ. Việt Minh có ai đi bầu không bà? Việt Minh có ai đi bầu không? Người ta tẩy chay bầu cử đó ngay từ đầu, tôi nói là không, bầu cử này bầu cử vi hiến, đúng không? Vi hiến mà hiến đó chưa có, hiến lúc đó là chưa có mà. Tại vì mình chưa có hiến được chỗ đó nên mà tôi là vi hiến. Mà cái gì gọi là hiến? Hiến là phải thông qua di nguyện toàn dân đó. Mà bây giờ là Việt Minh một đống ở trong miền Nam luôn, bà con Việt Minh rồi gia đình của Việt Minh rồi rất là nhiều mà họ không chấp nhận bầu cử thì đó là vi hiến. Thế thôi, nói chung là mày, cái lý của mày đưa ra yếu quá. Nó vừa đam vừa giỡn cho các bạn hiểu mà cũng ăn nữa đó.
Còn cái chuyện mà tôi nói Bảo Đại á, là người của Việt Nam á, đó tôi có cơ sở, tại vì ông làm gì đó, ông làm đại biểu Quốc hội, nói chung là Bác Hồ mà, Bác Hồ còn 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 rất là tôn trọng Bảo Đại bạn, mặc dù Bảo Đại là ngã ngựa rồi, Bảo Đại là cái như là vong quốc rồi, mình dùng từ đó luôn đó, chuyển giao quyền lực từ một thể chế phong kiến thối nát, nó qua cho cách mạng, nó đang xây dựng đất nước theo xã hội chủ nghĩa, bỏ quan đường tư bản chủ nghĩa, ok. Nên chỗ cái thằng Trần Hưng này á, là thằng thể hiện trí khôn, tội mày là tội xuyên tạc lịch sử, tội này là tội tù, hy vọng các đồng chí an ninh mạng coi này lần nào, tội không có giỡn bạn, bạn giỡn tùy cái, nhưng mà tôi nói là xuyên tạc lịch sử là một nè, xúc phạm lãnh tụ là hai nè, cái này là tội chứ không phải là quan điểm, ok nha, hợp lý không các bạn? Tôi nói giỡn, tôi nói thiệt chứ không phải tôi nói giỡn đâu, bạn thấy tôi giỡn cái kiểu gì giỡn, tôi đâu dám xuyên tạc lịch sử đâu, đúng không? Nên bạn Trần Hưng là hy vọng là lực lượng an ninh mạng phải coi kỹ bạn này, coi bạn này động cơ như thế nào, có nhận tiền của các tổ chức phản động hay không, nó như thế nào cho nó rõ ràng, cho nó trong sạch chứ, giờ đất nước Việt Nam mình yếu mà mạng loạn nữa sao phát triển. Tiên Ly này hôm qua chửi nay chửi nữa, Di Nguyễn bưng bô hả, ok cũng được, vậy mày bưng bô cho ai, mày phải bưng bô cho ai mày mới chửi tao bưng bô, chứ còn nếu mà bạn không bưng bô cho ai, bạn chửi mình bưng bô để làm gì, chẳng qua là mình bưng bô khác đối tượng thôi, đúng không? Mình bưng bô cho đất nước, bạn bưng bô cho hồn ma, hồn ma mà hồn ma chưa siêu thoát, thế thôi, nhận đi bạn, mình nhận đó, bạn chửi mình nhận, ok tao bưng bô cho Việt Nam, nhiều khi mình đang Việt Nam hơi lố một chút đỉnh, nói chung là hơi nâng một chút đỉnh thôi, trẻ thông cảm đi ba, tao nói là nhân vô thập toàn mà, tôi nói tiếng Việt, tôi sống người Việt, tôi là người Việt, tôi xài tiền Việt Nam mà tôi ôm gái Việt nữa, bây giờ kêu tôi nói sao, hiểu không? Nói chung là bạn phải thông cảm, trong cái khách quan nó có cái chủ quan, thí dụ như bạn nói Trung Quốc với Mỹ thì tôi bao khách quan, nhưng mà thí dụ bạn nói có đụng chạm Việt Nam chút đỉnh thì phải cho tôi nhích một chút chứ, cà phê thêm vô, đơn giản vậy thôi à, tôi nhận thật sự là tôi cũng hơi gọi là mà dùng chữ cùng Việt Nam cũng được vậy thôi, mình nhìn ra mình thấy mình cũng may mắn, nó thật sự tự đáy lòng như nhìn ra thấy may mắn, thứ nhất sinh ra trong thời bình là may mắn, không phải đi chiến tranh, không phải này nọ kia, mình chỉ còn lo cái mặt trận kinh tế thôi nó ổn đó, mình nhìn lại bao thế hệ cha anh chúng ta giỏi dở không còn biết, nhưng mà họ mất đi tuổi trẻ, họ mất đi cuộc sống, họ mất đi tương lai, nó họ để lại một một tan nát một gia đình, chỉ để lại một Việt Nam hòa bình mà thôi, thì trách nhiệm của họ tới đây là hết, nó công bằng các bạn, trách nhiệm của họ tới đây là hết, trách nhiệm còn lại là của chúng ta, của Duy Nguyễn và những bạn ngồi đây, đúng không? Thế thôi, bởi vì câu nói của Bác Hồ đơn giản nhưng mà nó luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi ngữ cảnh, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước đó, và cái cương vị của Bác Hồ là giữ nước cái kiểu khác, và cương vị tuổi trẻ chúng ta là giữ nước cái kiểu khác, chứ bạn không thể nào bắt mấy những cái ông mà cựu chiến binh này nọ bây giờ mà họ cũng phải làm kinh tế để xây dựng đất nước nữa, mà bạn gánh trên cái vai họ quá nặng, họ đã mất cái tuổi trẻ rồi, họ mất đi cái thời vàng son là từ 20 tới 40 tuổi rồi để hụp lặng cho cuộc chiến này, cho cái đất nước này, thì giờ chúng ta được hạnh phúc sinh ra trong thời bình, nó mà vị thế Việt Nam chúng ta ngày càng cao, cái đó là phải thừa nhận, trừ khi nào mấy thằng phản động mà nó cực kỳ mà nó lì nó không chịu thừa nhận thì cái đó thế thôi. À, sao đầu Duy Nguyễn nhạy quá, nó một cái nó đam liền không kịp thở luôn, vỗ tay tại vì uống súp BBT đó bạn. Nói như câu của chị An Nhiên cũng được nè, cả về nghĩa cũng ok đó, câu này được, nên Duy Binh lên nha, trai tam côn rửa chén bình thiên hạ, gái xuyên diệp lụm rác lĩnh giang sơn. Nè nhưng mà em chỉnh cho chị một cái nữa, chị sai, chị không không phải là sai nhưng mà chị chưa hoàn thiện ở điểm này, cái chữ rửa chén đúng không, cái chữ rửa chén là hai cái thanh trắc mà trắc cao đó, còn cái chữ mà lụm rác của chị cũng là hai trắc luôn, nhưng mà một trắc thấp với một trắc cao, với một trắc cao nó không bằng, chị dùng chữ mót rác đi, mót rác chị đúng không, mót rác là gì, nó cũng giống như lụm rác thôi, mà lụm rác rác nào cũng lụm, còn mót rác á, là cái rác xịn người ta lụm hết rồi, mình lụm rác xấu kêu là mót rác,
mà cái chữ mót rác á, nó là hai rác cao, nó sẽ đối được cái chữ rửa chén hai rác cao. Thơ mà bạn, bằng cách nó quan trọng lắm nha, bằng cách nó quan trọng lắm đó. Nên cái cụm từ này đã gì, nó đối là cái chữ rửa chén là hành động cốt lõi, thì cái chữ mót rác nó phải là hành động cốt lõi, hai chữ nó đối nhau nghe nó đã. Mấy bạn thấy phục chưa? Mấy bạn là gì, tại hạ phục Gia Nghiên vậy. Các hạ có phục Duy Nguyễn không? Bới rác cũng được, ok, bới rác cũng được, mót rác cũng được, hai cái đó đều được nha. Bữa nào đi chỉ các bạn làm thơ, chỉ các bạn làm thơ là bao ok đó. Rồi anh em phục lại gì đúng không? Rồi phục lại thôi. Rồi đó, tóm lại chương trình livestream cũng đã diễn ra khá là lâu, cũng 2 tiếng mấy đồng hồ rồi. Thì Duy Nguyễn cũng đã có những sân chơi vui vẻ, bổ ích cho tất cả mọi người, tất cả mọi đối tượng trong nước và ngoài nước, đối tượng fan, anti fan và phản động có đủ. Thì Duy Nguyễn xin khép lại chương trình livestream ở đây. Trong quá trình phản biện có chỗ nào gắt, có chỗ nào mà gây phản cảm cho tới người nghe thì cho Duy Nguyễn xin lỗi nha, nhưng quan điểm Duy Nguyễn vẫn không thay đổi. Thì cũng mong là bạn bên nước ngoài hiểu về Việt Nam nhiều hơn thông qua những màn trình diễn có khôi hài, có gắt gỏng, có gọi là vui của Duy. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình livestream của Duy Nguyễn trên 2 nền tảng là Facebook và TikTok. Hẹn gặp lại bạn trong chương trình livestream tiếp theo, có thể vào tối nay. Nhưng mà Duy thông báo trưa mai là ngày mai, trưa ngày mai là Duy không live nha các bạn. Trưa ngày mai Duy hơi bận tí xíu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình livestream. Bye bye.